chung là đến mùa đông thì em dừng, chứ còn cứ mùa hè với mùa thu là em bán quanh năm nhá. À rồi ok. Anh muốn mua em không bán nhá. Chị Sáu Nguyễn lên số cho em đi. 119.000 một bộ và mua 2 bộ là miễn phí gửi cho mọi người luôn nhá. 119.000 một bộ, mua 2 bộ là miễn phí gửi toàn quốc cho mọi người luôn ạ. Rất là xinh luôn mọi người nhá. Rất là xinh luôn ạ. 5340. Em ơi, Trang Trang ơi, có hở gì đâu em ơi. Em thấy cái gì của chị không? Em có thấy ngực, có thấy mông của chị không mà sợ hở à em? Không hở một tí nào luôn mọi người nhá. Nhìn thì tưởng hở, đúng không? Quần đùi thì nhìn nó ngắn nhưng mà cuối cùng lại mặc rất là kín, chả hở cái gì cả, rất là mát luôn. Ở nhà mà các chị mặc quần dài, em nói thật nhá, đến khi mà 38, 40 độ rồi các chị cũng lột lổ ra, các chị ngủ luôn ý. Nói gì là quần dài, thật sự quần đùi mà các chị còn muốn lột ra các chị ngủ ấy, còn